Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Tư, ngày 10 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại giường trồng thảo mộc của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, vườn thuốc nam của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không hiện đang khoác lên mình một chiếc áo mới xanh mướt đầy sức sống. Những cây xạ đen, cây anh so, cây nhãn lồng và nhiều loại thảo dược khác đang vươn mình đâm chồi nảy lộc, hứa hẹn một mùa bội thu với nguồn dược liệu quý giá cho việc chữa bệnh cứu người. Cây xạ đen nổi tiếng với khả năng hỗ trợ điều trị ung thư. Xạ đen là một trong những loại thảo dược được quan tâm nhất tại vườn thuốc của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Cây xạ đen bắt đầu ra lá non xanh mướt, báo hiệu một mùa bội thu sắp đến. Những lá non này có chứa nhiều dưỡng chất quý giá, được sử dụng để bào chế thành các bài thuốc hiệu quả trong việc chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Cây anh so, loại thảo dược này được biết đến với công dụng tuyệt vời trong việc thanh lọc cơ thể, giải độc gan và hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Cây anh so cũng bắt đầu ra lá non, mang đến hy vọng cho những bệnh nhân đang mắc bệnh ung thư về gan. Ngoài ra còn rất nhiều thảo dược quý khác trong vườn của phòng thuốc Cha Tường yêu thương cho không cũng đang khoe sắc. Tất cả đều được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ bởi đội ngũ y sĩ giàu kinh nghiệm của phòng khám. Hứa hẹn một khu vườn tươi tốt sum xuê với sự chăm sóc tận tình và điều kiện khí hậu thuận lợi, vườn thuốc của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, hứa hẹn sẽ ngày càng phát triển tươi tốt sum xuê. Đây sẽ là nguồn cung cấp dồi dào cho các loại thảo dược quý cho việc chữa bệnh cứu người, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Vườn thuốc của phòng khám Cha Tường, nơi gửi gắm niềm tin về sức khỏe, với mong muốn mang đến cho bệnh nhân những phương pháp hỗ trợ điều trị hiệu quả và an toàn. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã xây dựng và phát triển vườn thuốc nam theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm chất lượng về khâu gieo trồng đến thu hoạch. Vườn thuốc không chỉ là nguồn cung cấp nguyên liệu cho các bài thuốc của phòng khám, mà còn là nơi để các bệnh nhân có thể tìm hiểu về các loại thảo dược và tác dụng của chúng. Với sự tận tâm và nỗ lực của đội y sĩ của phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cam kết mang đến cho bệnh nhân những dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Thầy Thanh xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thầy Thanh cùng với thầy Quý và anh Thưởng và anh Thành Võ đang có mặt tại vườn trồng cây thảo dược. Thì hôm nay thầy Thanh muốn chia sẻ về cái công việc mà các thầy và các thành viên ở đây đang làm. Thì ở đây các thầy đã đặt được những cái cây xạ đen, có nghĩa là mình đã trồng xuống đất rồi đó. Thì cái số lượng mà các thầy đã trồng là gần 500 cây, 500 gốc, bao gồm hết khu vực này, khu vực bờ kinh đó, cái đường bờ, cái bờ kinh phía đó với ở đằng sau đó nữa. Thì dự kiến ban đầu á là có cái số cây giống, mà cây giống này là cây giống từ nhà ương, và một ít là mình mua thêm ở bên ngoài để cho cái số lượng nó đầy đủ á, đặng mình trồng cho nó kịp thời. Tại vì cái này hiện tại đang là mùa nắng, chưa có hột mưa rớt xuống, nhưng mà các thầy cũng cố gắng là trồng càng sớm càng tốt để cho có cái nguồn thuốc đặng phục vụ cho những bệnh nhân ung thư khi mà tới tại phòng khám. Thì có thể là dự kiến là khoảng 1 năm rưỡi cho tới 2 năm thì cây thuốc nó sẽ đạt được cái dược tính cũng như là đã trưởng thành rồi đó, mình sẽ sử dụng cho bệnh nhân ung thư đó. Cho nên thì do đó là phải chuẩn bị ngay từ bây giờ, càng sớm càng tốt. Thì trước tiên thì thầy Thanh cũng xin được cảm ơn một vị ân nhân đã giúp đỡ cho các thầy thuốc có được cái vườn thuốc trồng như thế này, rất là vui.
Và cái niềm vui thứ hai nữa là hôm nay là ngày thứ 10 rồi, có nghĩa là các thầy đã có mặt tại cái khu vực này, cái vườn này, trồng thuốc ở đây là được 10 ngày rồi, thì cũng đạt được hết là gần 500 cây. Thì dự kiến là tại vì mùa nắng á, thì có thể chết một số cây, cho nên ở trong kia nó còn chừa lại khoảng hơn 20 cây á, 20 cây mà chưa có đặt xuống á, chưa có trồng á, để mình sẽ dặm vào những cái lỗ nào mà bị trống hoặc là cây yếu quá chết á, thì mình sẽ lấy những cái cây đó mình ra mình đặt vào đó, cho nó kịp phát triển đồng loạt với những cái cây khác. Với thứ hai nữa là nó không có bị trống lỗ, có nghĩa là hàng nào ra hàng đó, hàng nào cũng có cây giống, trồng xong hết rồi mình bắt đầu mình dễ cỏ. Đây nè, ví dụ như thầy Thanh khi mà thầy Thanh trồng xong á thì sẽ lấy những cái chà nè đẩy lên cho nó không có bị nắng, và bên cạnh đó đó bắt đầu mình mới dãy cỏ xung quanh, dãy cỏ xung quanh để cho cái cỏ đó nó sẽ không có ăn vào cái nguồn phân nằm ở bên dưới cái gốc cây thuốc, thì cái cây thuốc á nó mới phát triển được. Còn nếu như mà cái chỗ cái cây thuốc này nè mà cỏ nó mọc lên á, mọc lên giống vậy nè, đó, mọc lên giống vậy, đó, mọc lên giống vậy nè, thì cái cỏ nó sẽ ăn hết cái nguồn phân của cái cây thuốc, nó sẽ không tốt. Do đó là trồng xong thì Thanh với các thầy á, sẽ che chắn xong rồi bắt đầu mới cuốc xung quanh cái gốc đó để cho cái cỏ nó sẽ không có ăn được cái phân đó. Thì hôm nay á, khi mà kiểm tra lại đó thì cái này phải tưới mỗi ngày nha, tại vì trời nắng lắm, ngày nào không tưới là cây thuốc nó mất sức nó chết, nên thử cái cây ngày nào các thầy cũng vô đó, đó tưới thuốc đều đặn. Đây nè, mọi người nhìn thấy nè, ví dụ cây này đi, đó đó, bữa nay nè, sau hơn 4 ngày đặt cây giống á thì bắt đầu cái cây nó ra đọt non nè, đó đó, thấy chưa, mọi người thấy chưa, nó ra đọt non. Tại vì lý do đầu tiên á là do cái đất này nè, cái đất này là đất thịt, nhưng mà tại vì trời khô quá cho nên đất nó nứt nẻ, nhưng mà nó rất tốt nha. Nếu như cái đất này nè mà nó có màu vàng, nó ngã sang màu vàng là nó bị phèn. Còn nếu như mà nó đất mà nó hơi cái màu trắng với màu hơi đen đen vậy nè là đất thịt, nó không có bị phèn đó. Mà đất mà không có bị phèn thì trồng cây thuốc xuống nó rất là tốt. Còn nếu như mà nó bị phèn, nếu mà cái đất này nó có bị phèn á là nó sẽ cục đất này nó sẽ có màu vàng, và khi cây đó cây thuốc này nè, cái rễ đó, nó đụng xuống cái phèn á là cái đọt nó sẽ quéo lại, nó quéo lại, nó bị, nó không có phát triển tốt. Cho nên thì cái vùng đất này là thầy Thanh thấy là nó rất phù hợp để mình trồng cái cây thuốc tốt, chỉ cần mình cố gắng làm sao giữ được cái nguồn phân. Và cái thứ hai nữa là cái chuyện tưới và chăm sóc nó kỹ lưỡng là cái nguồn thuốc nó sẽ phát triển rất là tốt nè. Ví dụ như cây kế bên đi, đây đó. Cây kế bên nó cũng đòi nó ra đọt nè, đó. Đọt xanh nè, đó nè, cái lá non nè, có cái đọt đó, đây nữa nè, đây đó, thấy chưa, mọi người thấy chưa, tốt á, đó, đây nữa nè, đó, đọt đều, cái những cây này đều có đọt hết rồi đó, nó ra đọt hết rồi đó, nó không có bị mất sức, đó nè, đó, thấy không, mọi người thấy chưa, có đọt hết rồi. Thì dự kiến ban đầu á, nè, đó, thấy chưa, mừng hết sức mừng. Dự kiến ban đầu là chừa khoảng 20 cây để giảm giá, nhưng mà sau khi mà qua 4 ngày trồng á thì những cái cây này nó ra đọt rất là tốt, cho nên là cái số lượng giảm giá chắc có 1-2 cây thôi. Thì chắc có lẽ là ngày mai thì thầy Thanh chắc có lẽ là cùng với mấy thầy đó sẽ đào lỗ trồng hết số lượng còn lại. Thì cái đó là cái niềm vui mà thật sự thầy Thanh rất là muốn chia sẻ với tất cả mọi người, thấy được cái thành quả đầu tiên mà các thầy đã có được khi làm việc ở đây. Mặc dù là cái đó là chỉ là bước khởi đầu thôi, có nghĩa là những cây này nó có đọt tốt, sắp tới đây thì bắt đầu cây nó phát triển lên chút chút nữa, rồi mình làm cỏ quanh gốc và tưới tưới tăng cho nó đủ nước á,
thì nó còn phát triển nữa. Thì mỗi một công việc như thế nào đó thì thầy Thanh với tất cả mọi người làm việc tốt và chia sẻ với quý cộng đồng mạng để mọi người nhìn thấy công việc ở đây các thầy làm mà vui vẻ, mà phấn khởi, mà hân hoan. Rồi những bệnh nhân ung thư nữa nhìn thấy những cái công việc các thầy làm thì mới trân trọng cái giá trị. Từ chỗ đó mới thấy được cái công sức ngày xưa của cha. Cha đã dành thời gian, cha nghiên cứu cái phương pháp chữa ung thư, cũng như là cha ra ruộng, ra đồng, cha làm những công việc này. Thì chính bản thân thầy Thanh với các thầy ở đây, thật ra thì các thầy với các thành viên ở đây á, không có máu mủ ruột thịt gì với cha, không có bà con, nhưng mà vì yêu thích cái công việc yêu thương cho không của cha, vì ngưỡng mộ cha là một vị linh mục mà có cái tấm lòng bác ái mà không biết kiếm ở nơi nào có, nên thành thử ra các thầy ở đây rất là tâm đắc với việc cha làm và nhìn thấy cha giống như tấm gương vậy đó. Cha mỗi ngày cha ra ruộng, cha cuốc đất, cha đem cái thành quả ra, cha đi cho những nơi này nơi kia hoặc là giúp cho bệnh nhân ung thư. Cái mình thấy bản thân mình á, là những người thanh thiếu niên trẻ, mình cũng có thể làm được những cái điều gì đó cho mọi người. Thì thành thử ra các thầy mới theo cha và mới làm bên cạnh cha. Thì cái việc mà cha không còn nữa, đó là một cái nỗi buồn, thậm chí là bị sốc. Có nghĩa là các thầy rất là buồn trong cái thời gian vừa qua. Nhưng mà vì cái chỗ đó, mình lấy đó, mình làm động lực. Mình làm động lực để mình tiếp tục, mình tiếp nối cái lý tưởng của cha là yêu thương và cho không. Ăn cây cỏ mang hạt giống và dùng cái sức lao động của mình, dùng những cái mình đã được học từ cha để mà mình đem đến cái thành quả đó, thành quả của ngày hôm nay nè, để mà sau đó dành cho tất cả mọi người. Thì khi mà mình nằm xuống một ngày làm việc rất là mệt, nhưng khi mà về nhà đó, mình ngã lưng, ngã đầu xuống gối đó, là mình cảm thấy mình cảm thấy rất là vui. Có nghĩa là mình hài lòng lắm, bản thân mình hài lòng. Nhưng mà đó cha dạy rồi, cha nói như thế này nè: khi mà con ra đồng, con làm việc này, việc kia, thì con cứ làm hết sức của con đi. Nhưng mà con đừng có tự hào về việc đó. Bởi vì mình phải luôn nhớ là bản thân của tụi con là những đầy tớ vô dụng của Chúa. Sau khi bước, mình làm xong một ngày làm việc, hết ngày, hết giờ, ban đêm mình vào, mình ngẫm nghĩ, mình hướng về Chúa, mình tạ ơn Chúa đã cho con có một cái sức khỏe để con có thể làm được, mà dâng cái công việc đó lên cho Chúa và nói với Chúa rằng: thưa Chúa, con là đầy tớ vô dụng của Ngài. Đó, thì tự động bản thân mình nhẹ nhàng lắm. Thì thầy Thanh nhớ những điều cha dạy và các thầy ở đây, cho nên là mỗi lần mình ra vườn, ra đồng là mình thấy hình hầu như là giống như là mình thấy cha luôn hiện diện ở đây vậy đó. Không bao giờ mình nghĩ là cha đi xa, mà lúc nào cha cũng có mặt ở đây. Mà nhìn thấy công việc mình làm như thế này thì trước tiên thì cũng xin được gửi đến tất cả mọi người. Và nếu như mà có một điều gì đó thì Thanh muốn nói, đó là cha ơi, hôm nay tụi con làm những cái công việc này nè, cha thấy có vui không? Có nghĩa là chính tụi con đã học từ cha, từ hình ảnh của cha. Cha đã ra đồng, ra ruộng, cha cuốc đất như thế này nè, thì con hôm nay con cũng làm y chang vậy đó. Con nghĩ là cha sẽ vui lắm. Con nghĩ cha sẽ mỉm cười khi mà thấy tụi con làm việc như thế này. Cho nên là bản thân tụi con, trong lòng tụi con rất là vui. Thôi thì tất cả mọi người cũng thấy được công việc mỗi ngày. Thì thầy Thanh hy vọng mọi người sẽ yêu thích về những việc mà các thầy đang làm. Và cũng xin chúc sức khỏe cho tất cả quý ân nhân, quý mạnh thường quân và những người đang xem video này có một sức khỏe dồi dào. Và những bệnh nhân ung thư, những ai mà bác sĩ đã chẩn đoán mình mắc căn bệnh ung thư rồi, thì có thể đến với phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không để các thầy sẽ giúp đỡ cho những bệnh nhân đó bằng phương pháp
ăn cháo nano, uống thảo dược và bằng cái tinh thần yêu thương cho không của cha đã để lại cho các thầy. Thầy xin được chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Lạy Chúa xin hãy dạy con. Lạy Chúa xin hãy dạy con.
Lời